Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2018. Cô Hồi Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho 8 hoàn cảnh, tức là Huỳnh Thị Thanh Thư 200, đây là lần thứ 7 do chị gái ẩn danh Phương Sa tài trợ, và Lê Hoàng Phi Long lần thứ 7 1 triệu, Nguyễn Thị Thanh Phương lần thứ 7 500, Trần Nhật Yên Chi lần thứ 7 500, Trương Thanh Trúc lần thứ 7 500, Lưu Thế Lê Tiết Nhung lần thứ 7 200, và Nguyễn Thị Thơm lần thứ 8 1 triệu, Nguyễn Đình Nhật Linh lần thứ 5 1 triệu 600, cho chị gái ẩn danh ở Sài Gòn tài trợ. Bảy hoàn cảnh này thì cô cũng xin đại diện cho tất cả những cái hoàn cảnh cảm ơn hai nhà tài trợ. Chúc hai nhà tài trợ và gia đình luôn luôn sức khỏe, an lạc. Thân mật chính quyền địa phương, em xin cảm ơn chị gái ẩn danh ở Sài Gòn đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn này, và cũng chúc chị là sức khỏe dồi dào và gia đình là làm ăn phát đạt. Chị này chị nhận thẻ cho em Trương Thị Thanh Trúc, vì em đi học nên không có đi nhận được. Đây là nhận thẻ giùm em Nguyễn Thị Thanh Phương, cũng là đi học nên chị này chị nhận thẻ. Cô cũng cảm ơn Nam Mô A Di Đà Phật. Cô cảm ơn cô ẩn danh Phương Sa đã tài trợ cho con một tháng 200 ngàn, con cảm ơn cô. Cảm ơn cô ẩn danh đã Sài Gòn đã tài trợ cho con một tháng chị đâu, cũng cảm ơn cô. Con xin cảm ơn nhà tài trợ Sài Gòn đã hỗ trợ cho cháu tháng 500, cháu có điều kiện ăn học. Em xin cảm ơn. Con cảm ơn con cô ẩn danh ở Sài Gòn để giúp con em thân nhau. Con cảm ơn cô Hương. Cảm ơn cô gái ẩn danh ở Sài Gòn giúp trúc 500 ngàn cho cá đi. Cảm ơn cô ẩn danh ở Sài Gòn để tài trợ cho con 500 ngàn. Con chúc có như sức khỏe. Cảm ơn cô Sài Gòn đã cho chị Thơm một tháng 1 triệu để uống sữa. Tình hình cô bữa nay là càng ngày càng càng thấy gần quá, đây cho không ấy được, mới chút đến nhiều quá. Cô ở Sài Gòn đã đặt trời cho một tháng 1 triệu 6 để cho một con từ phòng. Thì cả ngày kế mà đi mệt. Yeah.